Yo, chào tất cả các bạn, thì mình là Gan đây và hôm nay mình sẽ review về Tempest Dragon. Nhưng mà trước khi vào bài review thì mình sẽ kể các bạn nghe một câu chuyện này và đã cũng hơi thú vị đấy. Hôm qua thì lúc mà mình đang học online môn toán thì tự nhiên có thằng đập cửa nhà mình. Thì mình đi ra thì thằng Hoàng, Mai Thanh Hoàng đây rồi. Nó kiểu nói: "Anh Khang, fan tới kiếm kìa." Mình nói: "Có thằng nào fan mình nhỉ?" Thế là mình chạy xuống. Thế là có một thằng bé nó xuất hiện và nó dí vào tay mình một con Tempest Dragon như thế này. Và nó kêu mình review. Ok, và cảm ơn bạn Đăng đã tài trợ cho mình một con Tempest Dragon này để mình có thể làm một cái bài review như thế này. Ok. Thì giống với những cái con như Ace Dragon và Imperial Dragon thì em Tempest Dragon này nó có vẫn mang cái motif, đó chính là hai cái cánh lớn như thế này và một cái con rồng màu xanh dương và màu vàng kiếm đây. Nói chung thì rất là đẹp luôn, có thêm cái kiểu rainbow như thế này nữa. Thì các bạn xem tập cuối thì nó kiểu có cái chiêu gọi là như là tập cuối mình nhớ là Drum có sử dụng sức mạnh tình bạn để đấu bay với Gwyn thì phải. Dạ đúng rồi, như là có sử dụng sức mạnh tình bạn và phát ra cái màu như cầu vồng vậy. Thì đây chính là cái màu cầu vồng đấy, các bạn có thể thấy màu xanh dương tượng trưng cho con Dragon này. Con này tượng trưng cho con Pusin Asura này, còn đây là tượng trưng cho con Diabolos này. Đấy, đây chính là ba màu tượng trưng cho cả ba con và nó chạy từ màu đỏ cho tới xanh dương và đến tím đấy. Cũng là một cái dãy màu luôn. Thì đây với một cái màu khá là đẹp. Đúng thật là như vậy. Và ở đây chúng ta có thêm một cái driver mới và chassis cũ. Chassis cũ này là một A, nói chung là đây là cái con bay mà mình phải nói là một trong những con tốt nhất của dòng Sparking. Nhưng mà tại sao mình hay kiểu bạn mua Longinus và Brave Valkyrie hoặc là Super Hyperion á? Tại vì con Tempest Dragon này thì nó đi trong một cái set. Và thú thật là mua cái set như thế thì nó khá là khó cho những bạn mà không đủ điều kiện kinh tế để có thể mua, cho nên là mình loại nó ra khỏi đây. Nhưng mà đây là một cái em thực sự rất là tốt. Thứ nhất là về chip Dragon thì mình không nói gì đây, thì đây cái chip không, nó cũng vừa vừa, không tốt cho lắm đâu. Nhưng mà còn lại tất cả mọi thứ đều tốt. Mình sẽ đi vào cái driver trước. Và tại sao mình mang găng tay nữa? Tại vì mình mới sơn đồ lên cho nên là kiểu nó hơi nó ghê lắm. Mình mà lột cái này ra là nó, các bạn sẽ thấy cảnh tượng rất là ghê gớm. Cho nên là giờ mình sẽ mang cái bao tay này để review cho nó bớt ghê vậy. Thì đây là em Tempest Dragon của chúng ta, đi với một cái driver khá là mới tên là Metal Charge. Hay là Charge Metal nhỉ? Như là Charge Metal thì phải. Charge Metal là nó cũng giống như cái Charge cũ vậy. Cái Charge cũ đó nó đã nặng rồi, nó đã có nhiều kim loại rồi. Nhưng mà đây nó còn nhiều kim loại hơn nữa. Nhưng mà nó khác với cái Charge cũ như thế nào? Thì ở cái phần này này, nó có đổi cái design một tí. Và ở đây cái tiếp ở phần này nó sẽ bằng kim loại. Nhưng mà bằng kim loại thì nó dẫn đến một chuyện, đó chính là bám sàn kém. Bám sàn kém dẫn đến là em này có tốc độ khá là chậm đấy. Khá là chậm. Nhưng mà có một điều là nó nặng. Nặng thì khó bị nóc ra khỏi sàn. Nói chung bù qua bù lại với nhau thôi. Đây là một cái driver dạng tắt khá là tốt. Và cũng là một cái driver nặng nhất cho đến bây giờ. Tiếp theo là Chassis 1A. Và đây là một cái chassis khá là tốt, xuất hiện ở trong cái con Super Hyperion đầu tiên. Và đây là một trong những cái chassis tốt nhất mà mình khuyên các bạn nên sử dụng. Tại vì 1A là nó vừa có cân nặng cao này, mà nó vừa cân bằng cả hai bên nữa, dùng cho attack lẫn stamina hay là defend được các thứ rất là phù hợp luôn. Và nó có hai cái phần nhọn lớn ở đây đấy, hai phần mình chỉ này, thì nó sẽ giúp tăng cho các bạn attack, nó sẽ giúp tăng tính attack cho bay, kiểu như knock bay khác từ khỏi sàn khá là dễ đó. Nói chung thì đây là một cái chassis mà mình nghĩ là trong một cái combo attack nên có, stamina cũng vậy. Tiếp theo stamina thì không dùng chassis này nhé, tại vì nó dễ cà sàn, mình quên nữa. Life After Death sẽ khá là thấp khi mà dùng cái chassis này. Nhưng mà đây là cái combo cực kỳ ngon luôn, mà họ thêm một cái con em như Dragon như thế này. Tiếp theo là về chip Dragon, bữa nãy mình đã nói rồi, khá là đẹp. Chỉ có như thế thôi. Và về phần ring, đây chính là phần ring mà mình đánh giá khá là cao. Tại vì sao á, nó không có kim loại. Nhưng mà tại vì sao mình đánh giá cao? Tại vì đây là một trong những ring có tính stamina cao nhất. Các bạn, mình biết các bạn nghĩ gì khi đây là một cái con bạc tắt, nhưng mà thú thật là đây là một cái ring có tính stamina cao, cực kỳ cao, mà mình có thể đề cập đến cho các bạn. Đấy, cao và có thêm cái gimmick nữa. Đây, các bạn có thể thấy là khi mà nó chạm vào những cái con bay khác thì nó sẽ đẩy ngược cái phần cánh này về phía sau, đúng không? Mà đẩy ngược về phía sau thì phần cánh này sẽ trượt về phía sau nữa. Đấy, khi mà phần cánh này trượt về phía sau thì nó sẽ khóa cái phần này lại, nó sẽ kẹp hai cái cánh này lại luôn, được đẩy từ cái này về phía trước,
sẽ giữ cho cái này, nhưng mà cái này giữ lại thì nó cũng sẽ giữ cho phần cánh này luôn. Vì thế là cả hai nó đều bung cánh ra như thế này. Bung cánh ra thì cái kích thước của con dragon này tăng, và cái điểm attack point nó cũng sẽ to hơn. Vì thế là sẽ tăng thêm cái tính attack cho em dragon này. Nhưng mình đẩy chưa hết thì vậy. Đấy. Đấy, nó sẽ tăng lên cái điểm attack cho em bay này. Nhưng mà mình thú thật là mình sẽ thích cái mod nếu như mà nó ở mod bình thường hơn, kiểu như là mod này này, mình sẽ thích bên này hơn, là nó bung ra hai cái này tăng tính attack, nhưng mà dành cho stamina thì nên giữ vững hai cái này chứ không nên bung nó ra. Đấy. Và cái combo cho em này mình nghĩ là kết hợp với chip Lucifer 1 hoặc là em Hyperion 2 ấy, cực kỳ ngon luôn nhé. Cực kỳ ngon luôn. Hoặc là chip Diabolos cũng được. Hoặc là cái chip này nữa, Solomon. Đúng rồi, chip Solomon, sử dụng chip Solomon đi. Cực kỳ ngon dành cho những cái combo kiểu attack. Không attack thì nên dùng chip Lucifer hoặc là Hyperion 2. Còn stamina, defense các thứ thì nên bắn thẳng vào cái chip Solomon luôn đi. Khá là ngon đấy. Và đây cũng là một cái những cái ring đã nặng rồi, nó không có kim loại, tại vì nếu có kim loại là nó cực kỳ nặng luôn. Tuy nó không có kim loại mà nó đã nặng rồi đấy các bạn à. Đấy, nói chung thì đây là những gì mình muốn nói về dragon này. Còn về battle thì mình vẫn chưa xin phép cái bạn chủ của em bay này, tại vì lúc đó mình lấy mình đang học online mà mình bạn đấy tới thì cho mình mượn con này rồi mình lấy rồi xong mình vội vàng mình chạy lên mình học ngay, mình không thấy mà nói chuyện với bạn ấy lâu được. Cho nên là mình vẫn chưa xin phép bạn ấy để lấy con này ra battle. Nếu mà có gì mình sẽ xin phép rồi mình mới dám battle. Đấy. Chỉ khi nào mà chủ nhân của cái này cho phép thì mình mới có thể battle được thôi. Còn lại thì mình không hề dám battle các bạn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Thấy thích hãy để lại một like, một subscribe cho mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. À, mình sẽ thông báo các bạn rằng là cuối tuần này, không, đầu tháng sau mình sẽ có một cái video review về em Belial. Cho nên là các bạn nhớ đón xem nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.